Xin chào các bạn khán thính giả thân mến trên kênh truyện Radio Góc Cảm Xúc. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn một câu chuyện có tựa đề Rắn độc chung nhà và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì nghe sau đây thôi. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Vừa đặt chiếc giỏ sách đi làm xuống giường, tôi đã trông thấy ông xã hầm hầm bước vào. Khuôn mặt giận đến tím xanh. Anh nhìn tôi hung dữ nói. Cô vừa mới đi đâu về đấy? Anh hỏi vậy là thế nào? Ngày nào em chả đi làm. Thế sao cô về trễ vậy? À, công ty. Có con bé hôm nay nghỉ việc. Nên cả nhóm kéo nhau đi ăn uống chia tay. Mấy người đó giờ này vẫn còn hát hò sung sức ở quán đấy. Em chỉ ngồi một chút rồi về thôi anh ạ. À. Cô ngồi một chút sau. Livestream trên Facebook bia bọt cả bàn. Tôi còn nhắc thấy bóng sáng người đàn ông ngồi gần bên cô nữa. Cô giải thích cho tôi biết thằng đấy là thằng nào. Anh nói cái gì vậy? Đừng có giả ngơ, mở điện thoại lên ngay cho tôi. Nghe chồng quát tháo như kẻ điên, run tay mở điện thoại thì hơi ôi. Trình cái con bạn đồng nghiệp quậy quái trong công ty, nó live stream, xong nhắc đến tiền những người đi cùng và hội đăng công khai trên Facebook. Lúc đó, trên bàn, quả thực có rất nhiều bia, nhưng tôi trước này chưa từng nhậu nhẹt xả láng. Tôi chỉ nhấp môi một ít là xong. Góp giọng cho một vài bài hát là Canh giờ về nhà sợ đi lâu chồng lại lo lắng. Cơ mà hay một nỗi, chồng tôi trước nay chỉ biết vùi đầu vào game thôi, có thêm để mắt đến cái trò sống ảo trên mạng đâu. Tôi hơi nhíu mày, nghĩ xem rốt cuộc người nào là người châm lửa đốt nhà mình thì anh đã cản giọng Sao? Không còn gì để chối cãi nữa phải không? Mấy con đàn bà đi nhậu mà có mặt đàn ông, củi khô lửa cháy, lại chơi trò lang trạ bệnh hoạn, thím hoa nói đâu có sai. À, hóa ra là do cô em dâu đáng ghét đó, Tôi vai vế là chị dâu, nhưng về nhà này sau nó, chẳng biết trước kia nó sống ở đây thế nào, cơ mà lúc tôi bước chân vào cửa, nó rất hay nói lời móc mỉa mỗi khi chỉ có hai người với nhau. Còn lúc nhà đầy đủ thành viên, nó đều cười nói hiền hòa, nhưng trong câu từ đều có dấu gai, khiến người khác nghĩ ngợi linh tinh về tôi. Làm con dâu mới so với nó, tôi cũng muốn nhà cửa êm ấm như đành mặc kệ. Tôi quan niệm, thanh giả tự thanh, mình sống đúng thì chẳng cần gì phải phí thời gian giải thích. Xong, tôi vẫn luôn thầm nhắc bản thân, hạn chế tiếp xúc với người không ưa mình. Thế nên, khi con hoa nó gửi yêu cầu kết bạn Facebook, tôi bấm luôn cái nút xóa. Chuyện như vậy cũng chẳng có gì to tát, nhưng nó lại về nhà dèm pha với chồng tôi. Chị Lan nhà anh vui tính phết, chị em trong nhà với nhau mà chẳng chịu đồng ý kết bạn, chả biết có gì khuất tất hay không. Câu nói bông đùa nhưng lại gieo vào lòng chồng tôi hạt mầm hoài nghi. Tôi đã cẩn thận phòng họa nhưng họ vẫn đến tìm tôi. Rõ ràng là tôi không kết bạn với quan hoa, nhưng nó vẫn theo dõi như rình mồi. Chuyện chẳng có gì cả, mà nó ra sức phóng đại, cóp lửa thổi gió. Bây giờ chồng tôi lại hăng tiết lên, tôi đang có chút men trong người, tự dưng hôm nay không muốn nhẫn nhịn. Chạy thẳng sau phòng quan hoa, ra mặt nói cho rõ ràng. Thím hoa, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy. Kẻo có ngày gặp chúng người, họ vả cho mấy cái chả có răng để ăn đâu thím nghen. Chị nói vậy là sao? Thím đặt điều nói bậy, gì thím giải thích rõ hơn tôi chứ? Chị... Con Hoa nó gọi một tiếng. Tôi cũng nóng lòng chờ nghe nó nói gì thì thấy nó nhào vào đầu tường khóc thảm thiết. Tôi còn đang mờ mịt chứ biết con này nó rút cuộc là bị cái gì. Đã thấy chồng tôi chạy tới, phía bên kia con Hoa ôm đầu khóc toáng. Em chỉ nói sự thật. Chị có tật giật mình rồi. Chị nổi cơn chị đánh em. Em không vì hạnh phúc gia đình anh chị. Em nhiều lời mà làm gì. Trời ơi, ngó xuống mà coi lòng tốt lại bị dẫm đạp như thế này. Chồng tôi nhìn con Hoa nước mắt giàn rụa ánh mắt càng đen tối, hung dữ nhìn tôi. Tất nhiên, tôi không thể im lặng cho người ta mặc sức dựng chuyện, trầm giọng với con nhỏ kia. Thím ăn đằng sống nói đằng gió, coi chừng sẽ đánh nha thím. Ôi trời, em có lòng, giờ còn bị người ta rủa xả nữa, hu hu. Thím, tôi còn chưa kịp nói hết câu, chồng tôi đã dáng lên má tôi một cái tát, đến trời dáng, tôi bừng mặt hét lên. Anh đánh tôi, tôi đánh cô đấy thì sao? Thứ đồ miệng mồm độc địa. Anh vì nó mà đánh tôi, Rốt cuộc có phải anh phải lòng nó hay không? Một câu nói không khống chế được lý trí của tôi, càng chọc cho chồng tôi sôi máu. Anh dơ thêm một bàn tay nữa bên má còn lại, giọng càng nặng nề hơn. Mày dám ăn nằm với trai, rồi về vu vạ cho tao ngoại tình hà, còn mất hết. Vì thần sắc anh ta mỗi lúc một sám xịt, báo hiệu cơn cuồng phong sắp tới, tôi bưng mặt lùi lại phía sau, lắp bắp. Tôi không có, uh, không có đâu. Đúng lúc vợ chồng tôi đang giằng co, thì một người nói vang lên, chị lan chót dại một lần anh tha cho chị ấy đi câu đó của nó là mặc định tôi đi tầng tiểu bên ngoài là thân thể tôi đã nhơ nhuốc tôi đưa mắt nhìn về phía nó bắt gặp một tia đắc ý nhàn nhạt, nhạt điệu bộ thì là đang muốn dàn xếp cho em cửa ấm nhà đúng như định thâm hiểm của nó chồng tôi lại càng nhìn tôi với bộ mặt chán ghét và nói mày ra nói hết chuyện này cho mẹ tao nghe nếu mẹ tao mà tha cho mày thì mày được ở lại còn không cút xéo ra khỏi nhà tao Lúc này, mẹ chồng tôi đang ở bên nhà dì Lý hàng xóm nên không biết chuyện. Cũng là chính cái con nhỏ lanh tranh đó chạy về ới mẹ. Chồng tôi đang ngồi ghế sofa lừa nguyết tôi. Còn nó ngoan hiền đỡ mẹ ngồi xuống ghế. Chẳng biết nó đã tranh thủ bôi nhọ tôi những gì. Chỉ thấy mẹ nghiêm khắc nhìn tôi và hỏi. Mẹ hỏi con, có phải con ngoại tình bị chồng bắt gặp không? Không đâu mẹ ơi, con dám đứng giữa trời mà thề độc. Con chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh Dũng. Nếu con nói sai lời, cho con nhận lãnh hậu quả tồi tệ nhất đi ạ. À? Vậy chuyện này là sao? Tất cả là hiểu lầm, con với nhóm đồng nghiệp bị ăn chia tay thôi. Vậy mà anh ấy lại hiểu lầm con mẹ ơi, lại còn có người dựng chuyện nữa. Trước bàn tổ tiên nhà mẹ, con có dám thề hay không? Vâng, con dám. Tôi khẳng khái đáp lại, con chủ động đi lên lầu, nơi có bàn thờ tổ tiên. Mẹ chồng tôi thấy bộ dạng, cây ngay không sợ chết đứng. Con đứng trước ông bà tổ tiên nhà họ Lâm thề độc, nếu con có ngoại tình phản bội chồng con, cứ trừng phạt con tai ương chất chồng đi ạ. À. Mẹ chồng tôi trước này rất tin vào những lời thề kiểu này, bà quay sang chồng mở miệng giảng hòa. Chắc là có hiểu lầm thôi, mẹ chồng con Lan nó hiền lành tử tế, không làm mấy chuyện đấy đâu con. Dứt lời, bà quay sang nói với tôi và con Hoa. Lan, đi thay quần áo rồi dọn cơm đi. Còn cái Hoa, sau giờ này chồng con còn chưa về. Con Hoa ngoan ngoãn đáp lại. Dạ anh Nam điện thoại về nói hôm nay phải tăng ca, chắc tới 10 giờ anh ấy mới về. Vậy thôi, mọi người ăn cơm trước. Gà bay, chó sủa, một phen qua đi, tôi bước mặt vào phòng tắm rửa, mang theo chai tinh dầu tràm ít cay nồng, thoa lên vết xa sưng tấy. Con hoa thì đùng đỉnh xách nồi cơm điện ra chỗ tấm chiếu dưới đất, rồi quay vào lấy chén đũa, muỗng đặt lên trước mâm. Lúc đi ngang qua tôi, nó còn nhếch môi lên cười mỉa. Tôi điên lắm mà chẳng nói được gì, cố nuốt ấm ức vào trong bụng. Bữa cơm không khí còn nặng nề, càng nghĩ tôi càng ấm ức, không biết ngỏ cùng ai. Tôi gây thù chúc án gì với con Hoa mà nó phải gây xáo xáo tình cảm vợ chồng tôi như vậy. Giữa lúc tôi còn đang ngẫm nghĩ ở gian bếp, tiếng nó vang lên ngoài phòng khách không lớn lắm, nhưng tôi thính tai nghe được. Anh Dũng, cho em mượn xe chị Lan đi một mua đồ một tí, xe em hết xong quên đồ rồi. Chờ chút tôi lấy chìa khóa. Chìa khóa xe tất nhiên là nằm trong giỏ sách của tôi, tôi dù có không ưa con nhỏ. Nhưng tôi cũng mặc kệ, vẫn tiếp tục sửa bát phần còn lại cơ mà, lúc tôi hị hụi trong nước sạch cho chiếc bát cuối cùng, ông Dũng đã chạy ra, vung tay bạt tay tôi một cái như trời giáng. Tôi choáng váng ngồi thụp xuống, một tay chống xuống sàn lại chạm vào mảnh chứ vỡ, cứ một đường rát buốt, máu nóng đã thực sự bốc lên đỉnh đầu tôi hét lên. Đồ vũ phu, anh còn muốn gì nữa hả? Cái con dâm tiện này, mày còn dám mạnh miệng thề độc, vậy đây là cái gì? Mày nói cho tao nghe, mau. Anh lấy cái đồ quái quỷ này ở đâu? Còn giả vơ giả vịt nữa hả? đúng là giấu đầu thì hở đuôi, nói không nói không đi chung đụng mà giữ lại vỏ bao này ở trong giỏ mày, đồ mất nết, hôm nay không nói nhiều, biến về nhà mày đi. Nói rồi, ông Dũng đi vào phòng lấy chiếc giỏ sách ném vào mặt tôi, gằn lên từng tiếng, "Cút, đừng để tao lên cơn đâm chết mày." Nghe tôi nói đi mà. Cút. Tôi đau khổ vì tiếng oan lần nữa chút lên đầu mà không có cơ hội biện minh, nước mắt ướt nhòe, cổ họng thì nghẹn đắng, đôi chân nặng nề bước về rời đi trong một phút chua sót nhìn với căn nhà tôi bắt gặp con nhỏ hoa kéo lên cánh môi đôi môi đắc ý với vẻ cười nhạo viết như này tôi phải rửa làm sao đây tôi thất thần bước đau đớn xót xa dâng đầy trong lòng đôi chân vô định khóe mắt nhòe cay mải miết cho đến khi bên tay vong vẳng tiếng ai đó gọi cô ơi đi xe không cô cô họng tôi đang nghẹn cứng không nói nên được lời chỉ gật đầu rồi mệt mỏi lê thân ngồi lên tràn yên cho bác xe ôm trở về nhà mẹ đẻ bác lại hỏi lần nữa cô muốn đi đâu tôi gắng thiểu thảo, Dạ, đường Khi về đến nhà mẹ, lúc này tôi bỗng phân vân Có nên đi vào hay không? Người ta hay bảo, nhà là nơi để về Cha mẹ luôn mở rộng vòng tay Nhưng tôi biết tính cha mình Xưa nay ông sĩ diện Nếu ông biết tôi bị nhà chồng đuổi về vì lý do trời ơi đất hỡi Liệu ông có chấp chứa tôi hay không? Đắn đông một lúc tôi quyết định cũng đi vào nhà Dù gì ở nhà mình thì vẫn tốt hơn Thế là tôi đành nói dối là chồng đi công tác nhiều ngày đồng ý cho tôi qua nhà mẹ ruột chơi cho đỡ buồn chán và đi làm cũng gần hơn. Giấu đi bàn tay dứa máu, tôi lên phòng tự sát trùng, băng bó vết thương, rồi ngả lưng xuống chiếc giường thân thương của mình. Chuyện trôi qua khiến tôi ấm ước mãi, nhờ tôi ánh mắt đắc ý của người gặp họa như con hoa, tôi có thể xác định hết 8 phần là chính con nhỏ đó đã bày trò khốn nạn. Chợt nghĩ đến tôi mới vào facebook của hoa. Thím hoa, có phải thím giờ trò bẩn thỉu đó đúng không? Tôi còn tưởng đâu phải 10 phút, nửa tiếng con nhỏ đó mới trả lời Ai ngờ mới qua tầm 2 phút Đã thấy nó hồi đáp Chị Lan, chị nói gì em không hiểu Diễn trò giỏ như vậy Sao trước kia cũng không đi làm diễn viên đi Chị gây tội, không nói lại chồng Rồi kiếm em sinh sự hả chị Tôi biết chính cô là người bỏ cái vỏ bao cây vào túi tôi đúng không Chị ơi, chị đừng có ngậm máu phun người Chị dơ nên đừng có lôi kéo tôi vào Rửa sạch nhơ nhuốc cho chị Con điên mày nói ai dơ Mày sống kiểu đó quả báo có ngày nghe chưa con Nực cười, Quả báo đang trên người chị đấy, đồ điên. Còn khốn nạn, tao không để mày thành công bộ đen tao đâu. Nằm mãi 10 phút qua đi, không thấy con đó hồi đáp, tôi nhắn tiếp. Mày câm luôn rồi à. Giải quyết ngọn nguồn rắc rối không xong, tôi nghĩ chỉ còn cách chờ thằng chồng nguôi ngoai một chút, rồi nói chuyện cho ra ngô ra khoai một lần. Dù gì trong nhà mẹ chồng cũng là lớn nhất, vợ chồng muốn dứt tình với nhau cũng không thể dứt như vậy mà đi. Nghĩ vậy tôi hít mắt lại, cố dụ mình vào giấc ngủ. Một ngày làm việc, vì tâm trạng xa sút mà xảy ra bao nhiêu là sai sót. Còn tầm một tiếng nữa thôi là hết giờ làm. Cơ mà tôi vẫn xin về sớm với lý do mệt mỏi. Sau đó tôi hẹn gặp chồng ở quán cà phê. Bắt máy của tôi, anh lại lùng và hỏi. Gọi tôi có việc gì? Anh ra hai lần cứ xá bác Hải chúng ta nói chuyện rõ ràng. Giờ này chẳng phải có nên ở công ty hay sao? Tôi xin về sớm. Được thôi tôi ra ngay. Lúc tôi đến quán thì anh ta đã ngồi đó rồi. Trông thế tôi, anh nhíu mày bực dọc. Cô gọi tôi ra mà tôi phải chờ cô lâu thế này. Ai trước kia từng nói với tôi đợi chờ là hạnh phúc. Được rồi, bây giờ tôi nói vào chuyện chính. Bình thường anh có bao giờ lục túi của tôi không? Không. Thế tại sao hôm qua anh lại lục túi? Thì tại thím hoa nói là lấy cái chìa khóa ở trong túi cô. Đấy, mấu chốt là đấy. Người khả nghi nhất là... Câu nói còn chưa dứt, tôi thấy trước mắt tôi đen như mực. Đến khi có, trì giác lại, tôi đã nằm ở bệnh viện 115, nghe đầu là bị hạ huyết áp biết được nguyên nhân rồi. Tôi tính nằm thêm tí xíu cho ổn định rồi ra về. Ngờ đâu ông Dũng lại nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ. Qua một lúc mà cái kiểu nghiền ngẫm kia còn chưa dứt, tôi bực dọc hỏi anh ta. Có gì anh nói đi. Cô, cô có thai rồi, được hai tháng. Sao? Tôi có thai? Hỏi xong, tôi cũng bắt đầu ngẫm nghĩ về thời điểm dâu tây của mình mới ngà ngừa vì mình bận bịu mà gần như quên mất. Hóa ra dạo gần đây mệt mỏi cũng là vì điều ấy mà. Tâm trạng đang lâng lâng thì anh ta dội cho tôi một cáo nước lạnh chuyện của chúng ta cô tính thế nào y anh là sao nó là con của tôi thì tôi tất nhiên sẽ mong chờ nó vì con tôi thứ tha cho cô lần này chỉ duy nhất một lần hy vọng cô không khiến tôi thất vọng nghe câu nói của anh ta tôi không biết nên cười hay nên khóc vì điều này tâm trạng tôi lao dốc để ra gương mặt ủ rũ anh ta nhìn vậy thì đỡ tôi ngồi dậy và chạy đi mua cho tôi hộp nước ép táo bảo là bác sĩ khuyên uống rất tốt cho thai phụ. Anh đon đà chăm sóc như thế, nhưng trong lòng tôi chẳng hề cảm thấy vui. Tầm hai tiếng sau, anh đã tôi ra xe taxi đưa về nhà, bảo tôi cứ vào nhà nghỉ trước còn anh ra chỗ hai lần lấy xe về, đáp lại anh tôi chỉ gật đầu. Vừa bước chân vào cửa, con hoa đã đứng đó, cô ta nhìn tôi nhếch mép, lời trào phúng bắt đầu tuôn ra. Dùng quỷ kế tiểu xảo gì mà giữ được chị Lan, mai mốt em phải học chị nhiều điều với cách trói chặt chân chồng nữa mày là chuyên gia thì còn cần gì phải học làm gì chị lan chúng ta là người một nhà phải quan tâm chia sẻ nhau chứ thôi mày ngậm miệng lại cho tao nhờ mày cứ leo dẻo giả tạo tao tưởng quá đi thôi ngay lúc này mẹ chồng tôi từ đâu xuất hiện với vẻ mặt thất vọng nhìn thức của trách mẹ thấy con thường ngày ngoan hiền sao lại nói năng cư xử thô lỗ như người vô học vậy con mẹ ơi không phải đâu không phải thì là gì chính tai mẹ nghe thấy thế đấy Lúc này tôi cảm thấy tủi thân, có lẽ là do đang mang bầu nên tôi cũng hơi nhạy cảm. Mẹ có nói gì đâu mà chị khóc, chị làm như vậy, người ngoài không biết sẽ nghĩ mẹ ác tâm. Một người mẹ chồng hiền lành tử tế thế này, chị kiếm đâu ra hả chị? Nghe xong câu đó, tôi chỉ muốn phóng đến thẳng và cho nó mấy bạt tay cho nó dụng hết răng thì thôi. Cơ mà còn có mẹ, tôi cũng không thể tranh chua mà khiến cho mẹ càng hiểu sai về tôi hơn. Chuyện của vợ chồng tôi cứ để mẹ nghe rồi phân xử sau, thím không cần xen vào dứt lời tôi nhìn mẹ nói luôn con mới từ bệnh viện về bác sĩ bảo con có thai cần được nghỉ ngơi có thai con có nói thật đấy à vậy thì vào phòng nghỉ ngơi đi con đã ăn uống gì chưa dạ con ăn lúc nãy rồi ừ vậy thì đi làm đi con vâng con về phòng đây nói rồi tôi rời đi sự cảnh giác dành cho con hoa kia nổi lên từ dạo bị nó chơi xỏ khiến tôi vô thức quay đầu nhìn lại dường như tôi loáng thoáng thấy nó nhìn tôi với vẻ tức tối khó chịu Cảm giác kỳ lạ ập đến, lòng tôi là vô vàn nỗi hoang mang, bàn tay không tự chủ mà đưa lên đỡ trước bụng còn chưa nhô cao của mình. Ôm cảm giác bất an suốt mấy ngày, thấy con hoa nó trả thèm đả động hay nước mắt gì đến mình nữa. Tôi bỗng nghĩ có khi là mình đang nghi quá thôi, chỉ cần từ giờ cách xa nó ra, nước sông không phạm nước giếng, thì cũng không có vấn đề gì nữa đâu nhỉ. Thế nên, ngoài lúc ăn chung bữa cơm chiều, tôi đều lấy lý do về phòng nằm nghỉ. Ông Dũng từ dạo biết tôi mang thai, cũng có chút chăm sóc hơn thường ngày. Cơ mà vì vết thương lòng mà anh ta gây cho tôi, tôi cũng không lấy làm vui sướng gì. Đôi lúc tôi còn nghĩ, những quan tâm đó thực sự là tôi hưởng lây từ đứa trẻ này mà thôi. Hôm nay như mọi ngày ăn uống xong xuôi, mẹ chồng tôi lại bảo tôi về phòng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhoài căng thẳng ở công sở. Lẽ ra là đúng lịch, tôi sẽ là người rửa bát, thì mẹ cũng chuyển sang cho con hoa nó làm. Miệng nó đáp lại mẹ tiếng dạ ngọt ngào, nhưng khóe mắt nhìn tôi ra phải hậm hực tôi cũng mặc kệ nó thôi, hơi đâu quan tâm cảm xúc của kẻ không thích mình. Vậy là bỏ lại sáu cặp mắt sau lưng, tôi đi nằm trước, còn cái con nhỏ đó đứng dậy, xếp gọn bát đũa và mang đi dừa. Mà kể cũng lạ, chồng của con hoa dạo này không hay về nhà, chồng nó bỏ cơm tối, ngày đầu còn xe khướt mới về. Đoán vẫn đoán vơ một lúc mà tôi chợp mắt lúc nào không hay, đến khi thấy cổ họng khát khô, tôi lò dò xuống nhà lấy nước. Bắt gặp chồng đã cầm điện thoại, nhưng lại không cắm cúi mê mải như mọi lần, mà dường như ngơ ngẩn vì một ai đó. Cái hành động kỳ ngộ này khiến tôi bỗng hoài nghi rằng chồng mình và con em dâu thực sự có gian tình với nhau, vì vậy tôi bước đến gión rén nghe ngóng. Trong không gian im ắng, chất giọng ỏn ẻn của con hoa vang lên rõ ràng, lúc này hơi có vẻ gai góc. Mẹ à, mẹ đừng bị cái con đó lừa cho đấy, nó mang cái bụng ánh gương ở đâu về, rồi lại đổi vã cho nhà mình, như vậy sao mà được? Nghe một câu này, mặt mày tôi bắt đầu tái mét. Trong lúc tôi không có mặt ở đây, rốt cuộc, nó lại theo diệt thêm chuyện gì với mẹ chồng tôi nữa kia. Tôi khựng lại để nghe nói tiếp. Nhất định không cho chúng nó cưới. Để yên tâm, nó sinh xong mang đi xét nghiệm ADN đã. Nếu đúng là con cháu nhà mình thì tính sau. Đứa con đó của ai còn chưa biết đâu nha mẹ. Đàn bà một khi đã xảo quyệt rồi thì đàn ông ngây thơ chỉ có ăn khổ mà thôi. Tôi không bước tiếp vì cái câu không cho chúng nó cưới. Câu này tất nhiên là không phải là tôi tôi mà đi tới, nó lại bảo tôi có giật thì tật mình, thì phiền toái. Nghĩ vậy tôi lùi lại, đang hắng một tiếng cho hai người đó biết sự tồn tại của tôi, rồi bước đến tủ lạnh lấy một chai nước. Hơi nước mắt nhìn thử mới biết, hóa ra con hoa nãy giờ nói chuyện qua điện thoại, người nó gọi mẹ thì chắc là mẹ đẻ bên nhà nó, còn cái người ăn cơm trước kèng mà nó sợ bị đổ vỏ của người khác thì tôi đoán là em trai nó rồi. Tôi uống nước xong thì về phòng để ngủ ngon. Ai ngờ ông Dũng cũng theo về phòng, ngồi xuống giường và nói: "Em khoan ngủ đã? Tôi cứ nghĩ ông ta bị bỏ đói cả tuần rồi nên giờ thèm thuồng xin xỏ giao lưu. Đang hơi khó chịu thời gian đầu thai kỳ, tôi phủ đầu từ chối luôn. Em mệt, thời gian này anh vì con mà nhịn đi." Em nói linh tinh cái gì thế hả? "Chứ vậy anh muốn gì?" "Anh nghiêm túc muốn hỏi em một câu chuyện." "Chuyện gì?" "Em nói cho anh biết, đứa bé này có phải là con của anh hay không?" Nghe câu hỏi kia của anh, tôi thật sự như chết lặng. Cảm giác trong lòng như nhức buốt, vậy mà anh ta vẫn không dừng lại lời lẽ hoài nghi, tựa như mũi dao liên tục đâm vào trái tim của tôi như vỡ nát. Anh muốn nói thật, anh muốn em nói thật, vì cho dù thế nào, khi đứa bé được sinh ra, anh sẽ làm xét nghiệm ADN, nếu em lừa dối anh, giờ trách anh vứt bỏ tình cảm lâu nay, tống cổ em xa đường đấy. Tôi lạnh lùng đáp lại, thôi thì tùy anh. Nói xong, tôi mở chăn, nghiêng người nhắm mắt, trong buồn trách móc anh ta làm gì nữa Anh dường như không cam lòng Khiêu khiêu tôi một cái rồi hỏi Trả lời anh, phải hay là không Tôi vẫn giữ im lặng, anh ta nói tiếp Qua 9 tháng 10 ngày Anh cũng sẽ có được đáp án thôi Là thật hay giả, muốn che lấp cũng không thể đâu Dứt lời Tôi nghe thấy anh ta nằm xuống bên cạnh Cũng không kéo chăn đắp trung như mọi khi Với một đêm quá nhiều suy nghĩ Tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp Đành phải gọi điện nói dối với sếp là mình không khỏe, xin nghỉ một ngày. Và một ngày nay, tôi muốn tính toán thật kỹ để đưa ra quyết định về cuộc đời mình về sau. Tâm trạng chua sót, tôi thực sự muốn nhanh chóng kết thúc nó cho xong. Nhưng nghĩ lại bây giờ mà chia tay, ông Dũng kia sẽ càng khẳng định là tôi tăng tiểu bên ngoài. Chẳng phải vết nhơ sẽ theo tôi cả đời này hay sao? Có thể tạm nhẫn nhịn được thì nhẫn nhịn, cho đến lúc xét nghiệm ADN trả lại sự trong sạch cho mình tôi nhất định cùng anh ta nói rõ sự ức chế trong lòng bẵng đi chừng hơn nửa tháng hôm đó tôi lại xin phép nghỉ một ngày trong nhà vì mẹ chồng theo đoàn người đi hành hương cầu phúc mẹ cũng bảo con hoa theo cùng lên chùa thành tâm lễ phật ơn trên chứng giám sẽ phù hộ độ trì cho nó nhanh chóng kiếm được mụn con như tôi không nhìn thấy cái mặt của nó nữa tôi vô cùng thoải mái đang nằm trong phòng thì nghe thấy tiếng gọi hoa ơi tôi đi ra thì thấy là mẹ ruột của con hoa liền cúi đầu chào và mới bác gái vào nhà thần sắc bà xa sầm ủ rột nhìn đến là thương tôi bảo con hoa đi vắng bác gái nghe xong thở dài thườn thượt tôi muốn tìm lời an ủi và để khơi mọi chuyện bác tìm thím hoa có phải chuyện em trai của thím phải không sao con biết dạ thì con nghe thím nói qua ừ bây giờ bác khổ quá không biết phải làm sao đây con ơi theo con nghĩ bác cứ nhìn vấn đề nhẹ nhàng hơn đi Em thím và cô gái kia cũng đã có con rồi Thì cứ để họ tự ý quyết định Quan trọng là họ có thực sự yêu nhau hay không thôi Còn nói gì bác không hiểu Dạ thì con nghe thím hoa nói Em trai thím và một cô gái có ở bên ngoài Về nhà xin cưới đi ạ à? Ôi trời làm gì có chuyện đấy Thế thì là chuyện gì ạ à? Là thằng nam nhà bác thiếu nợ Bị con giang hồ đến đòi tiền Hầm dọa các kiểu Bác muốn nhờ con Hoan hỏi xem có nhờ cậy được ai không Tới lúc này tôi đã chẳng còn đủ bình tĩnh để nghe bác chui kia nói nữa. Tôi gật đầu có lệ cho phải phép. Qua một lúc, bác gái đành thất vọng ra về. Còn tôi, cơn bực tức lại bắt đầu cuộn lên dâng trào. Sầu chuối lại tất cả mọi chuyện với nhau. Rõ ràng là con hoa nó dựng chuyện. Mục đích là thổi lên ngọn lửa hoài nghi của ông Dũng dành cho tôi một cách thật khéo léo. Nếu không phải ngày hôm nay gặp bác gái, tôi đã chẳng biết con đó nó mưu ma trước quỷ đến bậc này. Vì nó mà tôi khốn khổ, còn tưởng đâu bản thân mình xui xẻo, vô duyên vô cứ bị liên lụy đến người khác hóa ra là một tay nó tạo nên chờ nó về tôi sẽ thẳng thắn nói chuyện với nó một lần giải quyết rứt điểm luôn cho xong đến chiều thì mẹ chồng và con hoa về thấy tôi về phòng thay đồ nó bảo con hoa vào phòng để nói chuyện nó đi theo mà miệng không quên châm chọc quý hóa ghê chị lan gọi em vào phòng để làm gì đấy hả chị vun đắp tình cảm à mày bớt làm màu đi tao hỏi mày thằng em nhà mày có còn rơi con rớt gì không chuyện nhà tôi chị hỏi làm gì chuyện nhà mày hả? Mày tưởng tao không biết âm mưu mô kích của mày để chồng tao nghi ngờ dàn vặt tao sao? Biết thì sao mà không biết thì sao? Tao muốn mày thôi ngay cái trò đê tiện đấy đi, sống có đức một chút, trời Phật mới thương, chứ cái kiểu tâm địa rắn rết như mày á, có đi lại bái tứ phương cũng vô ích thôi con ạ." À. Nó đáp lại tôi bằng nụ cười nửa miệng, mở cửa rồi khỏi phòng, mấy giây sau bỗng xoay người, dịu dàng cười và nói, "Chị Lan, hôm nay em có đi chùa em có xin cho chị một phép bình an em cầu cho chị mẹ tròn con vuông đấy chút xíu nữa em lấy cho chị nha thôi mày đừng có đạo đức giả tao nghe mà càng mệt mỏi không ngờ lời vừa dứt mẹ chồng tôi đã lù lù xuất hiện nhìn tôi với vẻ không đắc ý nghiêm khắc nói con hòa nó có ý tốt con không cảm ơn thì thôi sao con lại cư xử như thế không muốn con nhỏ hoa nó đắc ý tôi kìm nén cơn sôi máu trong lòng gượng cười nhìn mẹ nói đại một cái cớ Công ty con vừa thông báo hội diễn văn nghệ, phòng ban của con quyết định diễn kịch, phân cho con vào vai nữ tranh chua, trái ngược hẳn với tính cách thường ngày của con. Vừa rồi con là thử một chút xem phản ứng của thím hoa, không ngờ bị mẹ hiểu lầm. Mẹ thấy con diễn như vậy có thật không hả mẹ? <laughs> diễn kịch thôi à? Dạ vâng. Vậy mà là mẹ tưởng, thôi con vào từ chối vai diễn đi, phụ nữ đang mang thai đừng làm thế nhá. Dạ mẹ nói thế thì con xin nghe. Thấy tôi hiểu chuyện như vậy, mẹ hài lòng gật đầu quay sang nói con hoa. Con Hoa, đi lấy cho chị phép bình an đi. Mẹ không nhắc mà con cũng chú đáo phết nhỉ. Nó nhìn tôi với có vẻ khó chịu, chắc nó không ngờ tôi có thể hóa giải tình thế khó xử như thế này. Thế rồi con Hoa bực tức, về phòng dọn đồ đạc đi giặt, loay hoay, cũng tới giờ cơm. Thằng Nam em chồng tôi, hôm nay đi làm về rất đúng giờ, mặt mày thì hớn hở, chắc là có chuyện vui. Mâm cơm tối năm người không khí trông rất hòa hợp, nhưng chỉ tôi với con Hoa đều biết, sự thuận thảo này chỉ là giả tạo. Tôi không ưa nó, nó thì gái mắt tôi. Mẹ chồng thấy thằng Nam về sớm không có la cà như mấy hôm trước thắc mắc. Nam hôm nay giỏi, đàn ông có vợ mà hàm trời là đàn ông nát biết chưa? Mà sao hôm nay thì con có tinh thần thế? Mẹ đi chùa cầu phúc cho tụi con thì tất nhiên là phải vui rồi. Em Hoa còn đi xin phép cầu cho con nữa. Chẳng bao lâu, nhà mình lại có vài ba đứa trẻ chạy lon ton vui cửa vui nhà mẹ nhỉ. Lúc này ông Dũng nhà tôi lên tiếng. Thím Hoa đúng là thật tốt. Vợ tôi á, và được một phần cái tính cẩn thận của Thím là tôi hạnh phúc biết bao đấy. Lời này của ông ta tôi càng nghi ngờ hai người này có gì gian xíu với nhau. Những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho chồng đã mỏng giờ lại càng thêm mỏng. Tôi cũng chẳng muốn phản biện làm gì chỉ tò mò về bộ mặt giả tạo đẩy đưa của cái con đó với chồng tôi tiếp theo sẽ thế nào đây. Lúc này nó nhèn miệng cười duyên ngọt ngào đáp: Dạ em còn vụng về lắm anh ạ. À. Thiện phải xin lỗi chị Lan đã xin được cái phép may mắn cho chị. Mà giờ em lục tìm Nó lại bị lạc đâu mất tiêu rồi anh ơi Tôi thừa biết khi ấy Nó cố tình vẽ chuyện cho tôi nổi mắng Vào mặt nó Khiến mẹ chồng tôi nghe được mà suy giảm tình cảm dành cho tôi Chứ con đấy thì phép màu cái gì Mà nếu có thật Tôi cũng không dám nhận đâu Nói vậy thì tôi đáp lại Không sao đâu thím ơi Phép may mắn thím dành cho mình đi Biết đâu sẽ có con Phúc phận của tôi hiện tại thì cũng tốt lắm rồi Nói ba điều bốn chuyện xong Thì mẹ chồng lại bảo tôi về phòng Thời gian này Mẹ thường xuyên bảo tôi mở những bài chú đại bi được chuyển thành ca khúc em dịu trong Youtube, có đứa bé trong bụng nghe, nuôi dưỡng tâm tính thiện lương cho nó từ ngày còn bé. Đêm đó, tôi đã có một đêm ngủ thật ngon, cơ mà nửa đêm lại buồn đi vệ sinh, tôi phải mò mẫm xuống nhà, xả nước xong thật nhẹ bụng, tôi về phòng để ngủ tiếp, ngang phòng vợ chồng con hoa, tôi vô tình nghe thanh âm bên trong. Người ngoài nhìn vào ác tâm, nói tôi là cây độc không trái, họ đâu có biết, người khiến tôi không có con là anh, anh nhìn đi, Khoe ăn nhiều hầu vào rồi thì là làm gì? Chắc chắn là sung sức. Vậy mà, vừa mới qua vài hiệp, liền phụt chưa ra đến đâu, đi chợ đã rời hết tiền. Tôi còn trông mong giữ anh nữa đây. Đừng giận mà, đen cố gắng. Anh giúp em có lại hứng thú, rồi mình tiếp tục nha em. Thôi dẹp đi, tôi cũng mệt rồi. Chờ anh cho đến bao giờ, ngủ đi. Bên trong không còn tiếng nói nữa, tôi cũng trở về phòng. Nhưng mà từ chuyện này, tôi càng nghi ngờ nó với chồng tôi hơn. Lẽ nào vì nó yếu sinh lý Lẽ nào vì chồng nó yếu sinh lý mà nó bắt đầu thòm thèm đàn ông mới sinh ra cơ sự như bây giờ? Còn nữa, liệu hai kẻ này có từng cùng nhau đi quá giới hạn hay không đây? Nếu thực sự có thì bẩn chết đi được. Vì ý nghĩa này tôi càng phiền chán ông Dũng. Mỗi lần ông choàng cánh tay ôm lấy tôi đã tôi viện cớ khó thở đẩy ra ngay. Tình cảm vừa chồng đã lạnh giờ lại càng lạnh hơn. Qua một thời gian, lúc này thai kỳ của tôi đã hơn 3 tháng, bụng tôi bắt đầu to ra, Tôi cứ mòn mỏi, ngóng trông cho nhanh đến 9 tháng 10 ngày để khi đứa trẻ sinh ra, vết nhơ của mình sẽ hoàn toàn được rửa sạch. Tôi cũng tự nhủ lòng trong khoảng thời gian này, ông Dũng mà có sự thay đổi tốt thì coi như 9 bỏ làm 10, vợ chồng sẽ lại yêu thương. Nhưng quan trọng nhất là thân ông ta ít nhất phải sạch, ít nhất là đừng có gian díu ghê tởm với con hoa kia, nếu thực sự có, giá nào tôi cũng bỏ hết, không bao giờ tha thứ. Tôi cứ quan sát mãi cũng chưa thấy ông ta có hành động quá đáng gì tạm thời yên tâm, ưu tiên vấn đề dưỡng thai cho thật tốt thế rồi hôm ấy đang làm tôi bỗng thấy choáng váng phải bắt taxi về sớm để nghỉ ngơi xe để lại công ty một hôm về nhà tôi thấy cửa nhà trống trơn chắc mẹ chồng lại đang đi chơi với mấy bà bạn ơ ừ, nhưng mà sao xe lão chồng tôi lại nằm ở đây đúng ra giờ này anh ta phải đang ở công ty chứ sao lại về sớm thế này tìm tôi đánh thót gión rén bước lên phòng mà đôi chân nặng nề như đeo trì nhẹ nhàng mở cửa tôi nhìn vào bên trong trên giường không có ai cả không phải tôi đang tưởng tượng. Tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng. Đang chuẩn bị đóng cửa lại, tôi bỗng dưng nghe tiếng thở quen thuộc. Tay chân tôi run rẩy nhưng vẫn muốn kiểm chứng là chuyện thế nào. Mới bước đến nơi phát ra âm thanh mờ ám kia, không ngờ lại là ông Dũng, đôi mắt lừ đừ khẽ rên. Còn con hoa đang nằm nghiêng một bên, ra sức mà đưa đầy. Hai con người kinh tổng phát ra tiếng động phành phạch, đập vào mắt tôi tựa như đốt lên mồi lửa. Tôi quên mất mình đang mang thai, phóng tới, nắm lấy tóc con nhỏ đó giật mạnh, liên tục và cho nó mấy tát bằng hết sức bình sinh, đang chiếm ưu thế. Tôi lấy luôn chiếc loa USB nhỏ trên bàn, đập luôn lên gáy nó. Không ngờ, nó lại lăn ra ngất. Ngay bên cạnh, thằng chồng tôi vẫn còn nằm đó mơ màng, đang điên tiết. Tôi cũng không thèm chú ý đến trạng thái lạ lùng đó, nhào đến giữa mấy cú vào chân thằng ấy, ráng thêm mấy bàn tay và khuôn mặt đều cáng. Lúc bấy giờ, anh ta mới bưng mặt kêu lên, gầm lên. Làm cái gì vậy hả? Thằng khốn, Mày còn hỏi tao làm gì nữa sao Làm vợ mà xưng mày tao Bố láo bố tuyết nó vừa thôi Bây giờ rồi Mà mày còn muốn tao ngoan ngoãn với mày hả Thằng khốn nạn Cô có điên không Đang thân mật tự nhiên Anh ta bỗng dừng lời Nhìn đến cái con tổng ngồng trước mặt Lại nhìn tôi Ờ chuyện này là gì đây Sao thím hoa lại Chúng mày trai trên gái dưới bị tao bắt gặp Còn giả vờ đứng nữa hả Mày là cái thằng đốn mặt bẩn thỉu, Tao ghê tử mày Phía bên kia Thằng đó nhặt vội quần áo mặc lại Rồi kéo chiếc chăn phủ lên người con hoa Xong lại đứng trên cao Con đứa chân khều khều có lẳng lơ hư đốn ấy gọi Thím hoa, thím hoa Tôi thề, nhìn thằng chồng ra vẻ giữa kẽ kiểu đó Trong khi ban nãy thì khoái lạc kịch liệt Tôi chỉ muốn cầm con dao đâm chết bọn nó cho hả cơn giận Nhưng đánh nãy giờ thấm mệt Tôi đứng ổn định nhịp thở Cũng muốn nghe thử coi Cái đôi gian phu dâm phụ này giải thích ra sao Qua tầm 3 phút Con nhỏ đê tiện kia cũng lò mò ngồi dậy Trái ngược với suy nghĩ của tôi, rằng nó sẽ cố đầu năn lì hối lỗi, ai ngờ. Nó lại trừng mắt nhìn tôi, tay chỉ thẳng về phía tôi và quát. Là chị, sao chị độc ác thế? Sao chị lại làm vậy với tôi? Ông Dũng kia nhìn tôi ngơ ngác. Trong khi tôi chẳng thể hiểu tư duy ngược ngạo của con này là gì nữa rồi. Nó ngủ với chồng tôi xong, nó lại bảo tôi độc ác. Thánh thiên thần địa ơi, lần đầu tiên tôi mới thấy cái con mặt dày, ăn không nói có đến như vậy. Tôi máu điên sôi trào gầm lên với nó. Con điên, Mày muốn nói cái gì? Chị còn giả vờ. Sáng nay tôi hỏi chị có chữ thuốc hạ sốt không? Cho tôi xin. Chị lại đưa tôi mấy viên thuốc kia, uống xong tôi gần như mất lý trí cả. Mày đừng có ngậm máu phun người, tao cho mày lúc nào. Chị thâm độc lắm. Chị tính cho tôi uống để tôi không khống chế được mà đi tìm người làm chuyện sang bậy, làm tôi bẩn cuộc đời. Chị lại không ngờ hôm nay anh Dũng cũng về sớm vì bị sốt và tôi đã chia cho anh ấy một viên thuốc của chị. Là chị hại tôi, thất thân với anh chồng. Trời ơi, Tôi không còn muốn sống nữa, tôi sống mà nhục nhã thế này, tôi còn mặt mũi nào nhìn anh Nam nữa đây. Vừa khóc, con đó vừa đấm ngực thùm thụp, trong khi tiếng mắt của ông Dũng bắt đầu sắc bén, nhìn chăm chăm vào tôi. Ông ta tiến gần về phía tôi giết giọng. Cô hại thím, hại luôn cả chồng cô. Tôi mê man chỉ làm theo bản năng, còn tưởng đó là cô, bây giờ cô còn đứng đây hung hăng hỏi tội hả? Hai cánh tay của ông Dũng như hai chiếc kiểm sát giữ lấy tôi, không thể nào thoát ra được. Tôi có kêu đau, ông ta vẫn nhất mực không buông tay giữa lúc vợ chồng tôi đang giằng co, con đó còn bơm thêm vào. Có phải vì chị bẩn rồi nên chị cũng muốn tôi bị nhúng chàm theo chị, đúng không? Chị là đồ rán độc, là ma quỷ. Lời nói của nó như tưới thêm xăng vào ngọn lửa điên cuồng của ông Dũng lúc này. Ông ta nâng tay hạ lực xuống cỏ má tôi, hạ lên dấu đỏ rực, rồi đẩy ngã tôi xuống đất, mắng. Đồ tê tiện, rẻ rách. Mà một cú đẩy 10 phần trước này của ông ta khiến tôi ngã tròng xoài trên đất, bụng đập mạnh xuống sàn. Liền sau đó, Tôi cảm thấy hạ thân ẩm ướt, bàn tay vô thức chạm xuống rồi đưa lên, thấy một mảng đỏ thẫm, tôi giống lên hai tiếng, con tôi, rồi liệm dần, không còn biết trời đất là gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, tập 1 của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Và tại sao Hoa lại ghét chị chồng mình biến như vậy và cô 5 lần bảy lượt bày ra những âm mưu để hãm hại chị chồng của mình là vì lý do gì? Quý vị và các bạn hãy đón nghe những tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào 21 giờ hàng ngày trên kênh truyện Radio Góc Cảm Xúc. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại!